Ok, hello cả nhà, chào mừng mọi người đã quay trở lại với kênh YouTube Ichimoku Club, như là quay trở lại với video nhận định thị trường hàng ngày của em Tính nha anh chị. Thì trước khi bước vào cái nội dung của cái video ngày hôm nay thì mọi người nhớ để lại cho em Tính một like, một đăng ký kênh cũng như là thả giúp cho một cái quả tim mình dưới phần bình luận để tăng cái độ tương tác cho video ha. Cảm ơn cả nhà mình rất là nhiều. Thì sorry mọi người nha, là em đổi nón là tại vì đang chuẩn bị thay đồ đi thứ sáu hàng tuần là đi tập golf với mấy anh em trong team. Nhưng mà thôi, thấy thị trường như này thì cũng làm cái video trước khi nghỉ lễ để gọi là cho mọi người thấy, gửi đến cho mọi người một cái kế hoạch sau lễ, liệu rằng là cái câu hỏi bây giờ mọi người đặt ra nhiều nhất đó chính là sau lễ thị trường nó có phục hồi nữa không? Tại vì cái phiên giao dịch ngày hôm nay là thị trường vượt qua được một giữ vững được cái vùng 1.200, thậm chí là khung đồ thị tuần nó đóng một cái cây nến nằm trên 1.205, thì liệu rằng là qua lễ thị trường có tiếp tục phục hồi được hay không? Với lại là đầu tóc rồi nó hơi bù xù, nó hơi xấu xấu xíu, cho nên đội nón vô nhìn cho nó đỡ ha, cho mọi người thông cảm giúp em. Ok, cảm ơn cả nhà mình. Thì em cập nhật nhanh thôi, tầm vài phút thôi. Thì thị trường ngày hôm nay chúng ta đóng cửa tại mức là 1.209, tăng 4.55 điểm. Thanh khoản thì vẫn duy trì ở mức gọi là trung bình thấp thôi, nói chung là thấp luôn chứ không phải gọi là trung bình thấp, nó vẫn duy trì ở mức thấp. Thì ngày hôm nay là nước ngoài quay trở lại mua ròng về cuối phiên, mua ròng rất là nhiều, mà WG đặc biệt là mua ròng rất là nhiều trong những cái khoảng thời gian gần đây, trong vài phiên trở lại đây. Tuy nhiên mà xét về cái mặt kỹ thuật thì MWG đang chuẩn bị chạm về lại cái cản tuần, cho nên mọi người cũng chú ý, nếu như đang cầm MWG thì có thể chú ý chốt lời ha mọi người. MWG thì nó chuẩn bị chạm cái cản tuần ở đây nè, thì mọi người có thể để ý ha, cái vùng 56.8 nó sẽ là cái vùng chốt lời. Cho nên rằng là những cái mã cổ phiếu như MWG hay là FPT vừa mới vượt đỉnh này, những cái mã cổ phiếu FRT rồi Chemadep mà nó đánh như thế này á, thì em nghĩ rằng là qua tuần sau là cái tuần sau lễ, thị trường chúng ta có thể là sẽ tiếp tục phục hồi được thêm tầm khoảng từ 2 cho tới 3 phiên, giống như cái kế hoạch của chúng ta đã đề ra trong giai đoạn trước đó. Đây là cái room khách hàng của em. Thì đợt trước em cũng nói mọi người rồi, đây qua lễ đây, hôm qua nha mọi người, cái này là nhận định của em vào ngày hôm qua. Về mặt ngắn hạn thị trường sẽ tiếp tục nhịp phục hồi, hôm qua hồi lên 1.205 là hồi hôm thứ tư, ngay cản tuần là 1.205, nên hôm nay có rung lắc tí là chuyện bình thường. Hôm nay có nghĩa là ngày hôm qua, thì ngày hôm qua là có rung tắc một tí là chuyện bình thường. Nếu vn index kéo lên 1.215, 1.220 trong hôm nay, là trong ngày hôm qua hoặc là ngày hôm nay, thì cả nhà canh bán bớt trước lễ, còn nếu trước lễ điều chỉnh nhưng vẫn giữ được mốc 1.188 thì có thể nắm giữ qua lễ luôn. Thì trước lễ thị trường nó không có điều chỉnh, sáng ngày hôm nay thị trường có rung lắc một chút xíu, bởi vì một số cái thông tin liên quan tới câu chuyện là Ủy ban chứng khoán không chấp thuận, chưa chấp thuận cho cái câu chuyện là áp dụng CARES, cũng như là thị trường Mỹ tối qua giảm điểm khá là mạnh, gần 700 điểm, nhưng mà có rút chân lên hơn nửa cây nến, cho nên đâm ra là buổi sáng ngày hôm nay chúng ta chỉ phản ứng giảm đâu đó tầm khoảng 5-6 điểm, sau đó cũng xanh trở lại rất là mạnh bởi vì kéo trụ ra. Ngày hôm nay đa phần em thấy là kéo trụ và kéo vào vài mã cổ phiếu riêng lẻ khác, ví dụ như là Chemadep có thể là do báo cáo tài chính tốt. Một số mã cổ phiếu như VIX, sau khi họp đại hội cổ đông thì bắt đầu có những cái chiến lược và có những cái kế hoạch hoành tráng mới. Cho nên ngày hôm nay VIX cũng được kéo, thậm chí là xém trần trong phiên ATC, đúng không? Rồi những cái mã cổ phiếu như FCN, trong nguyên nhóm đầu tư công thì có mỗi con FCN được kéo, và về trong phiên ATC thì có VCG cũng được kéo tăng hơn 2%. Thì em nghĩ là con FCN mà nó kéo một mình như thế này mà nguyên nhóm đầu tư công không được kéo thì khả năng cao là FCN cũng có tin tức, thì có thể là do báo cáo tài chính, tại vì FCN cũng chưa ra báo cáo. Nhiều mã cổ phiếu mà nó kéo mạnh trong ngày hôm nay thì em nghĩ là cũng một phần là do báo cáo thôi. Rồi FRT nó cũng kéo mạnh, tại vì em nghĩ là do FPT, do hiệu ứng FPT vượt đỉnh trong vài phiên gần đây. Nói chung là không có mã nào nổi trội hết, không có một nhóm ngành nào nổi trội, và chúng ta vẫn chưa thấy được cái nhóm ngành leader, cũng như là chưa có những cái dấu hiệu cho thấy rằng là nhóm nào sẽ tạo đáy trước. Giống như em nói mọi người là sau một cái nhịp phục hồi của thị trường á, thì tới cái nhịp mà đạp phía sau á, thì chúng ta mới biết được nhóm nào sẽ tạo đáy trước thị trường. Còn ở thời điểm hiện tại thì chúng ta cũng chưa biết được ngay. Tuy nhiên là có một vài mã cổ phiếu trong nhóm Vinbank, ví dụ như FPT ấy, là khả năng rất cao là nó đã xong rồi, xong cái nhịp điều chỉnh vừa rồi và bắt đầu cái quá trình tăng của nó. Thì đối với những cái mã cổ phiếu đó chúng ta cũng phải chờ thị trường nó retest đáy trở lại, thì để coi coi là những cái mã cổ phiếu đó nó sẽ chọn phương án nào, nó sẽ điều chỉnh trở lại hay là nó sẽ tạo nền tích lũy ở phía trên. Thì lúc đó chúng ta mới biết rằng là cổ phiếu đó nó đã tạo đáy hay chưa. Còn ở thời điểm hiện tại để nói rằng là cổ phiếu đã tạo đáy, nhóm ngành đã tạo đáy hay là thị trường chung đã tạo đáy thì còn quá sớm để khẳng định cho cái vấn đề đó. Thì em cũng nhắc lại với mọi người luôn là đợt trước em có livestream mà nói về cái vấn đề là cú nãy con mèo chết. Thì ở thời điểm hiện tại thì cái quan điểm của em là vẫn giữ y nguyên như vậy ha. Cái quan điểm của em là vẫn giữ y nguyên như vậy, vẫn đi theo đúng cái hướng mũi tên, đúng không? Thị trường đang giảm một nhịp và bắt đầu có hồi một nhịp, thì sau cái nhịp phục hồi lần này thị trường nó sẽ quay về test đáy, có thể là test đáy bằng hoặc là thậm chí là phá đáy để quay về những cái vùng sâu hơn. Thì nếu mà thị trường nó phá đáy thì nó sẽ quay về lại cái vùng mà em gọi là cái vùng giải ngân mạnh. Đây là cái vùng chúng ta hoàn toàn có thể tất tay hoặc thậm chí là all in ở quanh những cái vùng dưới này, nếu như đợt sau mà thị trường quay về test đáy và có phá đáy. Còn cái nhịp phục hồi lần này bản chất là nó cũng đã chạm được cái tết
chạm được tới cái target hồi là cái vùng 1.200 cho tới 1.220, thì em cũng có nhắn với mọi người rằng là chủ động hạ tỷ trọng ra bớt. Thì nếu như mà qua lễ mà nó tiếp tục hồi thì chúng ta sẽ tiếp tục hạ tỷ trọng, và đó sẽ là cơ hội để chúng ta cơ cấu lại danh mục, cũng như sẽ là cơ hội để cho những anh chị em nào nhà đầu tư nào kẹp hàng thì sẽ cơ cấu ra bớt. Trong giai đoạn vừa rồi có mua hạ giá vốn, thì nếu như mà qua tuần qua lễ thị trường tiếp tục phục hồi thì đó sẽ là cơ hội để cho anh chị về bờ, hoặc thậm chí là sẽ có lãi nhẹ trở lại nếu như mọi người follow theo những cái khuyến nghị của em trong giai đoạn vừa rồi. Thì nhiều anh chị cũng bắt đầu thấy thị trường nó tăng lên sốt ruột, cầm tiền sốt ruột bắt đầu hỏi mua, nhưng mà giai đoạn này thì em sẽ không khuyến nghị mọi người mua, kể cả là tài khoản của cá nhân em cũng không có giao dịch trong giai đoạn này. Giai đoạn vừa rồi thì như mọi người biết, cái giai đoạn mà em cảnh báo mọi người phân kỳ ở phía trên này á, là em đã hạ tỷ trọng tài khoản của em về 50% hàng và 50% tiền. Đó cũng là cái kế hoạch mà em nhắn lên room khách hàng cũng như là room cộng đồng, hay là trong bất kỳ video nào, trong bất kỳ livestream nào em đều nhắn với mọi người hết là phải cẩn thận cho cú điều chỉnh thật là mạnh trong tháng 4 và phải đưa tài khoản về trạng thái an toàn. Thì ngay cái lúc đó là bản chất là cá nhân em là cũng đã đưa tài khoản về 50-50. Thì trong cái nhịp phục hồi vừa rồi thì em cũng đã cơ cấu lại cái tài khoản của mình và đưa tài khoản về 20-30% hàng và nắm giữ 70-80% tiền. Thì em nghĩ đó là một cái tỷ trọng an toàn trong giai đoạn này, và em cũng sẽ không có giải ngân gì thêm. Em đang canh rằng là thị trường ngày hôm nay điều chỉnh mạnh vào buổi sáng á, thì em sẽ giải ngân, nhưng mà buổi sáng thị trường nó giảm ít quá, giảm về tới 1198, 1199 là đã rút chân lên rồi, cho nên ngày hôm nay em không có giải ngân ha. Thì tại vì nó không có đi đúng với cái kế hoạch của em. Còn về bản chất về cái nhịp phục hồi á, là nó đã chạm target rồi. Tuy nhiên qua lễ thị trường nó sẽ mở khách sạn và nhiều mã cổ phiếu chưa hồi nó sẽ mở khách sạn. Ví dụ như mọi người thấy thị trường nó đã hồi lên gần tới khách sạn 1220, 1230 rồi, đúng không? Nhưng mà nhiều mã cổ phiếu ví dụ như bất động sản đi DG nó chưa hồi lên tới, Phát Đạt nó chưa hồi lên tới, hay là kể cả mấy mã đầu tư công nó cũng chưa hồi lên tới, thủy sản nó chưa hồi lên tới. Nói chung là đa phần các mã cổ phiếu chưa hồi lên tới cái vùng khách sạn của mình, chỉ có một vài mã cổ phiếu nổi trội ví dụ như đầu tư công của FCN mọi người thấy nó hồi lên rất mạnh, đúng không? Hay kể cả bất động sản có những cái mã cổ phiếu như Nam Long nó cũng chưa hồi lên tới, ông Khang Điền ngày hôm nay nó cũng đã hồi lên tới cái target của nó. Thì những cái mã cổ phiếu nào đã hồi lên target trước thì mình hạ ra trước, còn mã nào chưa hồi thì chúng ta đã nắm giữ qua phiên hôm nay là chấp nhận nắm giữ qua lễ, thì qua lễ nó hồi lên thì mình sẽ cơ cấu ra bớt. Ví dụ như qua lễ Đức nó sẽ mở khách sạn, Phát Đạt cũng sẽ mở khách sạn, qua tuần VN-Index cũng sẽ mở khách sạn, nhưng mà bản chất là thị trường nó đã phục hồi trước rồi. Cho nên xét về cái mặt điểm số, em kỳ vọng là qua lễ nếu thị trường nó phục hồi thì các mã mid cap nên phục hồi, đừng nên kéo trụ nữa. Ngày hôm nay đa phần đều là kéo trụ ha mọi người, cho nên ngày hôm nay thị trường đã giữ vững được trên cái mốc là 1.205, 1.200, đúng không? Đóng đến tuần nằm trên 1205, cho nên qua tuần thị trường sẽ tiếp tục phục hồi, thậm chí nó có thể hồi lên được cái vùng là 1.228 cho tới 1.230, đó tối thiểu nha, tối thiểu sẽ là 1.220, xa nhất sẽ là 1.230, thì đó sẽ là cái vùng 1.220 cho tới 1.230 nha mọi người. Cho nên là để trả lời cái câu hỏi rằng là thị trường có hồi phục qua lễ hay không, thì đáp án của em sẽ là có. Ok ha cả nhà, đây ngày hôm qua em có nhắn mọi người, cả nhà lưu ý chiều nay là chiều ngày hôm qua có khách sạn khúc giá xuống. Thì nghĩ rằng là sáng ngày hôm nay vì những cái thông tin liên quan tới CADES, vì những cái thông tin liên quan tới thị trường quốc tế, thị trường nó sẽ giảm về lại những cái vùng khách sạn như là 1192, 1193, nhưng mà nó chỉ giảm về 1198, 1199 thôi, và nó bắt đầu rút chân lên xanh trở lại. Thì chiều nay test mà không thủng á, thì chúng ta có thể giải ngân qua lễ 2 tháng 5 nè, thì thị trường sẽ có khách sạn hút giá lên vùng 1220, 1230. Ok ha cả nhà, cho nên là cái đáp án mà gọi là qua lễ có hồi hay không thì em nghĩ là qua lễ thị trường sẽ tiếp tục hồi thêm từ 2 cho tới 3 phiên nữa nha mọi người, nhưng mà hồi là để cơ cấu ha, hồi là để cơ cấu thôi. Và cái quan điểm của em là vẫn giữ như cũ. Đây, 4 ngày trước đúng không? Về những cái hôm nay có một cái thông tin muốn cập nhật mọi người, đó chính là lãi suất huy động bắt đầu tăng trở lại nha cả nhà. Thì những cái thông tin mà em dự đoán và dự báo với cả nhà đều là bắt đầu đúng hết đúng không? Về cả về cái mặt vĩ mô, hay là về cả những cái mặt tin tức, hay là kể cả là về cái mặt phân tích kỹ thuật, đều khá là chuẩn ha. Cẩn thận cú nãy con mày chết nha cả nhà. Nhịp này hồi lên thì nó sẽ có một cái nhịp quay về tái tái, cho nên những anh chị nào mà muốn mua thì nên chờ. Nhịp này của thị trường nó cũng không khác gì nhịp phục hồi bên này đâu, nó không khác gì vậy mọi người. Đây, đợt này trái phiếu chính phủ cũng đang lên, và em thấy rằng là trái phiếu chính phủ thật ra là nó cũng chưa có những cái dấu hiệu gọi là tạo đỉnh, chưa có dấu hiệu tạo đỉnh, nó vẫn đang đi ngang vùng đỉnh thôi, chứ chưa có dấu hiệu tạo đỉnh. Cho nên để gọi là thị trường tạo đáy thì chúng ta còn đang nói về cái vấn đề tạo đáy là nó còn tương đối sớm, thị trường hoàn toàn có khả năng nó sẽ giống nhịp này nha mọi người, có khả năng thôi, giống nhịp này thì nhịp sau nó sẽ không giảm khốc liệt như này đâu, có thể nó sẽ giảm ít hơn thôi, nó không giảm mạnh như này như này. Ok, có thể là tạo đáy bằng nha mọi người, có trường hợp là sẽ tạo đáy bằng nữa, chứ không nhất thiết là phải phá đáy. Đôi khi là nó sẽ tạo đáy bằng, hoặc là nó chỉ cần nhúng xuống xíu thôi xong nó sẽ tạo đáy và nó rút lên. Thì có thể là qua tầm khoảng gần cuối tháng 5, 20 mấy tháng 5, từ 20 cho tới 21 tháng 5 trở đi, có thể nó sẽ chui cái khe này đi lên. Đây là cái khe may của thị trường, nhiều mã cổ phiếu nó cũng sẽ có cái khe như thế này. Ok,
Thì đây là cái video tổng hợp em làm với mọi người chút xíu vậy thôi. Thì mọi người sẽ kiếm cái tin này để mọi người đọc. Thật ra là bản chất là lãi suất huy động ở nước ta, ở nước Việt Nam ta hiện tại là cũng vẫn còn đang khá là thấp. Cho nên tăng trở lại như thế này thì nó cũng không ăn thua cho lắm. Nhưng mà cái vấn đề quan trọng hơn hết á, là tăng lãi suất trở lại để ổn định tỷ giá, thì sắp tới là ổn định sẽ tỷ giá nó sẽ ổn định dần dần và nó sẽ giảm dần cho mọi người về cái mặt tỷ giá. Dự đoán với mọi người như vậy từ rất là lâu rồi, ok ha. Đó, cho nên là nhịp phục hồi này hoàn toàn ok, có thông tin gọi là bổ trợ luôn ha, phục hồi lên xong rồi có một cái nhịp test đáy về. Thì cái nhịp test đáy này nè mọi người, thì nhiều mã cổ phiếu nó sẽ không có giảm theo thị trường, hoặc là cho dù nhịp sau mà thị trường nó có phá đáy, nhiều mã cổ phiếu nó sẽ không phá đáy, thì những cái mã cổ phiếu đó sẽ được cho rằng là tạo đáy trước thị trường. Thì chúng ta nên chú ý những cái mã cổ phiếu đó, thì phải cho tới lúc mà thị trường nó quay về nó test đáy chúng ta mới biết trước được ha. Còn cái đáp án ngắn hạn là qua tuần thị trường nó có hồi không, qua lễ có hồi không, thì đáp án là sẽ còn tiếp tục hồi thêm được từ 2 cho tới 3 phiên nha mọi người. Nhưng mà để cơ cấu lại cái danh mục của mình cho nó gọn gàng, cho nó dễ nhìn, hoặc là thu bớt tiền về để chuẩn bị cho cái nhịp test đáy chúng ta sẽ bắt đáy trở lại. Ok rồi, thì đó là về cái nhận định thị trường ngày hôm nay nó sẽ là như vậy. Ok hai cái nha, cái quan điểm của em vẫn có thể là cú đẩy con mèo chết nó vẫn sẽ còn, cho nên là mọi người cố gắng làm sao cái bài học trước đó vẫn còn đúng không, những cái nhịp rủi ro là chúng ta phải quản trị rủi ro cho thật là tốt. Xuống dưới này em khuyến nghị em hô rác cổ họng luôn, mua hạ giá vốn, mua vô đi không mua. Nhưng mà bắt đầu thị trường nó hồi phục lên được đâu đó là tầm khoảng 20 30 điểm, 40 điểm rồi, bắt đầu mới hỏi là mua được không em, thì chắc chắn câu trả lời của em sẽ là không. Nhiều anh chị nhà đầu tư hỏi em có mua được không, cái em nói là không mua được đâu, tại vì lúc trước đỏ rồi không mua, bây giờ xanh lên em sẽ không có nghĩ mua. Xong rồi em nói là không mua được, cái bắt đầu cổ phiếu nó lên được vài phần trăm, cái mọi người quay qua mọi người nói à, theo sao tự nhiên em không cho mua. Không phải là em không cho mua, mà là cái thời điểm mua đó đã qua rồi, mọi người phải biết cái thời điểm là nó như thế nào và cái rủi ro là nó là cái gì. Chứ đừng có kiểu giống như là đứng ở ngoài thấy thèm nhưng mà thật ra đu vô cũng không ăn uống được cái gì hết đâu. Đừng có tham lam vài phần trăm giống như ở trên vùng trên này, bài học vừa mới trải qua đó, chưa nó chưa có đâu xa, mới gần đây thôi. Cho nên những cái rủi ro thì mọi người nên quản trị cho thật là tốt, kể cả cho dù thị trường nó đi theo một cái kịch bản tích cực nhất giống như em nói, nó nổ một cái cây làm cái đùng lên cái thì nó phải tích lũy trở lại giống như này, thì trong cái quá trình thị trường tích lũy chúng ta sẽ gom hàng vậy thôi. Còn nếu mà mọi người mua ở đây nó làm đùng xuống cái nó té đáy, thậm chí nó phá đáy lỗ chồng lỗ, vừa mới cắt lỗ trên này xong, vừa mới lỗ trên này xong lại lỗ tiếp ở dưới này, đầu tư gì đâu mà toàn lỗ không đúng không. Cho nên là đừng có tham lam vài phần trăm, cứ chờ tín hiệu đến từ thị trường. Lúc mà về hỗ trợ khuyến nghị mua không ai mua, lúc mà nó hồi lên 30 40 điểm hỏi mua quá trời, rất là buồn. Ok hai cả nhà, đó thì đó là cái nội dung video ngày hôm nay, làm sơ sơ như vậy để cho mọi người cập nhật tình hình như thế nào. Ok hai cả nhà, rồi có gì là trong quá trình nghỉ lễ thì có thông tin gì mới em sẽ cập nhật, cũng như là gần gần tới cái kỳ giao dịch lại qua tuần sau, gần gần tới cái ngày giao dịch lại em sẽ làm video cũng như là lên livestream hỗ trợ quý anh chị nhà tư. Ok một lần nữa cảm ơn cả nhà mình rất nhiều nha, chúc mọi người có kỳ nghỉ lễ vui vẻ bên gia đình và người thân. Ok cảm ơn cả nhà mình rất nhiều, bye bye mọi người.